nói tới mấy phim Ấn Độ đúng là dài mà dài lê thê lướt thước, không hiểu tại sao cái đài truyền hình cứ chiếu hoài cái kênh Today TV đó đó, hết cô dâu 1.000 tuổi rồi tới gì cô dâu 8 tuổi này. Cô dâu 8 tuổi hình cô dâu 1.000 tuổi 8 tuổi gì rồi tới cái bộ phim gì sau này nó chiếu, bộ dâu 8 tuổi nó chiếu mấy năm á hả, rồi tới cái bộ phim gì hai số phận rồi hai bà cháu gì quên, đứa cháu vô thừa nhận sao em thấy nhà em nó cũng phân quá nhiều lắm. Má em á thì không có nghỉ hưu rồi ngồi nhà biết đúng là 8 giờ tối là ba bật cái phim đó ba coi, mà đúng mà hết hết cô dâu 8 tuổi 1.000 tuổi xong cái lên nó bật tới coi cái bộ phim hai ba phim hai cái gì hai số phận. Tại sao là tại vì cứ thấy nó giống như trong cuộc sống đời thường nó đang diễn ra những cái gọi là đấu đá của gọi là mẹ chồng nàng dâu, những vấn đề thực sự lớn nó mà nó đời thường giống như Việt Nam mình á, tức là Việt Nam mình là cũng thích những cái chuyện như vậy đúng không, cứ thế mà có một câu chuyện nó kéo hoài mà nó không ra khỏi cái nhà đó, thấy không? Còn á bà em thì nó tắt có cái ừ, em đó ok muốn coi gì coi lát chạy rồi vô cái máy laptop của mình chơi đó nó cũng vui quá đó. Nhưng mà đúng sự là đại đa số mà những người mà nội trợ phụ nữ Việt Nam là thích coi những cái bộ phim Ấn Độ, tức là nó đó ê mày đừng có vô mày đừng có chuyện chơi nào nó xâm hại mày rồi đó rồi tao nói rồi mày đừng nghe suốt ngày cứ gọi vậy thôi mà ở lão bàn thấy không, thấy không thằng đó nó tốt vậy mà sao mày không thương hả? Mày thương chú cày vô nói chuyện rồi thâm thù nhau giết nhau vậy thôi. Cái phim Ấn Độ thì phải nói cái phim Ấn Độ là tức là mình coi cái phim Ấn Độ xong mà thấy sao mà cái người Ấn Độ nó nham hiểm nó không sao bản chất này mình thấy nó gây tức là ác tâm ha. Em thấy cái gì cũng từ là thông hiệp, không biết là thực sự cái người Ấn Độ nó có phải như vậy không, nhưng mà tại sao những cái bộ phim Ấn Độ khi mà nó truyền bá ra nước ngoài á, em thấy như là cô dâu 8 tuổi hay là hai số phận là hai bà cháu, mình tự nhiên thấy tại sao con người nhau lại thông hiệp nhau nó độ vậy, nhưng mà vậy mà nó là nó phù hợp với rất nhiều số đông của người dân Việt Nam, những người bà nội trợ mà họ xem những cái bộ phim đó. Nhưng mà anh hãy xem đi, tức là cũng cùng cái nói về những cái chủ đề về đời sống hàng ngày, nhưng mà cái cách dẫn dắt của tụi Hàn Quốc là khác ha, ít nó nhẹ nhàng hơn và ít ra nó cũng mang tính chất là nó đẩy của người ta tính chất nhân văn hơn, và hai là cái bộ phim nó có chủ đề là nó có mở đầu kết thúc, mặc dù đôi khi nó cũng bị chẳng hạn như ung thư thì mình xem được nhưng mà nó chỉ cứ vậy thôi, nhưng mà nội dung là có. Mà em thấy là như xem phim của Hồng Kông không bao giờ làm bộ phim quá 40 tập, như ngày xưa là Hồng Kông chỉ đúng 20 tập, và mỗi phim Hồng Kông có nghĩa là có mở đầu có kết thúc có nội dung và có mức độ để suy nghĩ. Một cái phim Ấn Độ mà khỏi coi nè, một ngày dù nó chiếu dạng như là hai số phận liền, nó chiếu 8 giờ, nó chiếu tới 9 giờ hả, và như nó quảng cáo mất mẹ 30 phút rồi mà mình chưa coi, mày biết là hôm nay nó đang diễn đó. Nhưng mà phải đó là nó bắt được cái nhịp, cái mạch của cái lối sống và cái tính cách, là cái suy nghĩ của người Việt Nam thì cuối cùng nó ăn được cái đó Nhưng mà em thích cái phim Ấn Độ một điểm này ở chỗ là cái trang trí và cái design, cái trang trí nhà cửa nó rất là đẹp nha, với lại cái trang phục ha, trang phục đẹp à. Trang phục nó đẹp, đặc biệt em thích nhất là cái nhà mà nó làm, biết nó quay mấy cái nhà đâu mà em thấy nó đẹp, mà cái sàn làm sao quá đẹp luôn. Và thứ hai là cái cách mà dạng như nó sử dụng, nó phối màu người Ấn Độ thì mấy cái nhà Ấn Độ á nhìn nó có cái sức sống á, những cái ram mà màu vàng, màu đỏ, màu xanh, nhưng mà khi mà phối bởi cái người Ấn Độ tự nhiên nó lên rất là khác, mình thấy cuộc sống nó tươi vui. Còn tự nhiên qua cái thằng ra tới hàng đọc xung cái lông của mình có màu đỏ màu vàng, thấy nó mập mù mù sao anh thấy không, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, chứ còn cái hàng Mỹ Tho là ngọn đỏ màu luôn luôn á, tức là mình thấy là cái cũng là cái màu đỏ màu vàng màu xanh đó, nhưng mà qua cái tay của người Việt Nam ra tới miền Tây thì cái nó mù mù mờ mờ. Và qua cái thằng Campuchia nó cũng rất ưa chuộng cái màu cam và màu đỏ, nhưng mà cái phối màu nó không có nạt, phải công nhận là tụi Ấn Độ phối màu rất là tốt, giống cái dòng Ấn Độ hay là cái vòng Nam Á đó phối màu tốt, nói chung màu vàng màu đỏ này, màu tươi,
màu mang cái sắc nóng và nó nhưng mà nó phối tốt. Cái thằng Campuchia nó cũng phối cái màu cam, màu đỏ, màu vàng lắm, nhưng mà nhà của thằng Campuchia thì nó không có sáng. Nữa là không phải, đó là cái dàn diễn viên Ấn Độ là khá đẹp. Xét về vậy là sắc phong vì chiều cao mọi thứ đúng rồi nè. Mặc dù là ở ngoài nó đôi khi nó hơi hôi cái mùi dầu dừa đó. Mình đi với nó mình chịu không nổi mùi dầu dừa Bulgari. Ở trên phim mình nhìn rất là đẹp nhưng mà ra ngoài thì hơi ngửi một cái chạy luôn. Mà với cái tần suất mà xuất hiện của những bộ phim Ấn Độ dài thì em nghĩ là không nên, thực sự là không nên. Cái làn sóng, cái sóng truyền hình ủ quá. Cái này nó nằm về vấn đề kinh tế. Thì anh em mới đem đi qua này.